Hello, hello. Xin chào tất cả anh em nha. Rồi ok anh em, thì bây giờ mình quyết định mình đi châu Mỹ nha anh em. Mình sẽ bay một chuyến bay qua châu Mỹ để mình tìm kho báu. Rồi ok, mình đã lên chuyến bay đầu tiên. Rồi tới luôn anh em ơi. Đây là châu Mỹ, Welcome to châu Mỹ. Rồi cần hộ chiếu nha anh em. Rồi anh em nhấp vào có mộc mịch, tại mình đi nước ngoài 2 lần rồi nên được 2 mộc. Rồi bắt đầu mình di chuyển vào chỗ đào kho báu thôi. Đặc biệt anh em đi mà nếu mà đào kho báu thì anh em có đồng đội đi rất ok nha anh em. Thì đồng đội mình thì đi dò trước, nếu mà có kho báu thì mình sẽ đào lên, còn nếu mà như đi một mình thì hơi vất vả hơn tí xíu. Đặc biệt lưu ý là anh em nếu mà đào kho báu như thế này thì anh em mà gặp tín hiệu vàng thì yếu, mà tín hiệu xanh thì hơi mạnh, anh em nhớ cố gắng dò tín hiệu màu đỏ là có kho báu nha. Rồi ok, có một bạn lại chào mình luôn. Em được lên YouTube không? Ủa sao bạn này biết mình quay YouTube nhỉ? Được chứ. Ok, nếu clip này mà đăng lên, nếu mà bạn mà có xem được thì bạn hãy nhớ đăng ký kênh và like giúp mình nhé. Kênh anh. Ok luôn, Quốc Kiệt TV luôn. Quốc Kiệt TV luôn nha bạn. Rồi ok. Nếu mà đào gương vàng này thì nếu mà muốn tiết kiệm thời gian thì nếu mà mình đào lên là mình thấy không có rương á, mà có cái màu xanh như vậy á, thì ô có bạn này đang được một cái gương vàng này các bạn. Wow, xịn sò thiệt. Các bạn nhớ lưu ý nha, nếu mà thấy trong một cái phòng như vậy mà có ai đào được gương vàng á, thì mình cứ thoát ra và mình vào một cái phòng khác nha, tại vì để mất thời gian lắm. Đây có tín hiệu rồi nha các bạn. Cái gì đây? Wow, khoáng sản bự bự quá trời luôn. Lên 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 lên. Ok, dẹp. Không biết được bao nhiêu tiền đây ta. Để mình bấm vào thử xem này. Xịn sò ghê luôn. Wow, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 919 luôn nha các bạn. 919 đô. Ok. Đó các bạn thấy không? Các bạn nếu mà đào này các bạn phải chịu khó nhẫn nại xíu nha. Mình thì mình đào được cái nào thì mình lượm hết cái đó, còn các bạn muốn tiết kiệm thời gian đó, thì các bạn cứ đào nó vô lên cái như cái hồng màu xanh vậy là các bạn không phải vuông vàng thì các bạn bỏ. Còn mình thì mình lấy hết luôn. Tại vì mình tiền đô giờ mình hơi ít nên mình lấy hết. Wow, có tín hiệu, có tín hiệu, có tín hiệu, có tín hiệu. Không phải rương các bạn ơi. $80. Nếu các bạn đào bằng cái giò vàng, cái bằng vàng như vậy nè, thì các bạn đào sẽ bị lỗ, không có ngon bằng câu cá đâu nha các bạn. Ở đây mọi người cũng đang đào rất là thăng tay. Ok các bạn ơi, có tín hiệu các bạn. Tín hiệu màu đỏ là tín hiệu mạnh nè. Đào là ô. Yeah.
bị chửi luôn trời, bị chửi nữa. Ừ. Không chửi người ta à? Lên 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 xịn xò gì chửi nữa kìa các bạn, thằng lời xịn xò luôn rồi, hưởng thụ thôi. Cái gì đây, để mình mở xem luôn cho nó nóng, bấm vào. Ok, yeah, cần câu xiết sư tử rồi, nhận quà luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa, nếu đạo này các bạn phải chịu khó nhẫn nại nha. Còn mình đi có một mình nè, nếu mà đi có bạn bè thêm thì mình đào sẽ ok hơn. Rồi ok, thì bây giờ mình ra mình test thử gần câu cho các bạn xem luôn nha. Thì ok anh em, mình sẽ review cho anh em xem một cái gần câu mà mình đào được cái rương vàng nha anh em. Đây rồi, cần câu đeo mặt nạ sư tử và bắt cá bằng cần câu đặc biệt. Này là cần câu siết sư tử nha anh em. Thì tăng cơ hội thành công là 40%, tăng cơ hội nhận ra quý hiếm là giảm 50%, và tăng cơ hội kiếm được những con cá hiếm là 100%. Rồi ok, mình sẽ đi test thử cái cần này để coi câu cá như thế nào nha anh em. Nhưng mà mình thấy là cái cần này rất là xịn sò nha. Rồi ok, mục tiêu của mình là ra biển nha các bạn. Thì mình sẽ tìm một con cá to thử coi cái cần câu này nó có chuẩn ngon không. Mình cố gắng mình tìm một con cá to nhất coi coi cái cần này nó có bị đứt dây hay là bị sảy hay gì không. Wow, có bóng bự nha anh em. Không, cái cần này thấy cũng xịn sò nha. Mình mới ngồi tí xíu thôi mà đã có bóng bóng to rồi đó. Rồi nhấp luôn rồi, ăn luôn rồi, ăn luôn rồi. Cái gì đây? Wow, cá ngừ nha anh em. Cái cần này nói chung là rất là xịn sò nha. Câu là phát đầu tiên là thấy không đứt dây là quá ok đó. Rồi ok, có bóng bự nha anh em. Chắc thử nha, có đứt dây không nha. Một nhấp. Hai nhấp dính luôn rồi. Lên nè, lên, lên, để coi có đứt dây không. Yeah, xịn sò luôn. Cá mập buổi trưa, 341 tiền luôn nha anh em. Đặc biệt cái cần này là mình câu nó cá nó ăn, cái cần nó cong dữ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ vào trung tâm phát sành để mình câu cá heo thử coi nó xác suất nó như thế nào, và để coi nó có đứt dây hay là không nè. Rồi có cá to luôn nha anh em. Rồi ok, một nhấp, hai nhấp, ba nhấp. Bóng này bóng bự. Rồi xong nha anh em. Cái này là không phải là đứt dây mà do là mình bấm nút vội quá nó không dính. Rồi ok các bạn, thì hôm nay cũng là một ngày là khá là may mắn đối với mình. Thì mình đã đào được một rương vàng và được một cái cần câu rất là xịn sò. Thì mình cũng đã test thử và câu cá. Thì nói chung là cái cần câu này nó tỷ lệ đứt dây rất là thấp, và tỷ lệ lên cá to thì cũng rất là ok nha các bạn. Thì chúc các bạn đào được thật là nhiều rương vàng nhé. Thì mình xin kết thúc clip ở đây. Các bạn nhớ đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn. Bye bye.